Bài thứ 9 tiếp theo. D. Thất Bồ Đề Phần. Mở đề. Thất Bồ Đề Phần cũng là một pháp môn quan trọng không kém gì ngũ căn ngũ lực. Sở dĩ Đức Phật chế ra nhiều pháp môn như thế là để tùy căn cơ từng người, ai hợp pháp môn nào thì tu pháp môn ấy. Những pháp môn này về tên gọi, về chi tiết thì có khác nhau, nhưng về đại thể, về tinh thần thì có nhiều chỗ giống nhau. Vì thế chúng ta sẽ thấy trong pháp môn Thất Bồ Đề Phần có nhiều điểm giống như trong Tứ Như Ý Túc hay Ngũ Căn Ngũ Lực. B. Chánh Đề. Phần 1. Định nghĩa Thất Bồ Đề Phần. Bồ Đề do phiên âm chữ Phạn Bodhi mà ra, người Trung Hoa dịch là giác đạo hay đạo quả giác ngộ. Phần là từng phần, từng loại. Thất Bồ Đề Phần là bảy pháp tu tập tuần tự hướng đến đạo quả vô thượng Bồ Đề, hay bảy pháp giúp người tu hành thành tựu đạo quả đại giác. Nó cũng có tên là thất giác chi. Giác tức là Bồ Đề, còn chi tức cũng như phần vậy. Thất giác chi tức là bảy nhánh, bảy phương tiện đi đến đích giác ngộ. Phần 2. Thành phần và nội dung của Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần gồm có 1. Trạch pháp. Trạch là lựa chọn, pháp là pháp môn, là phương pháp tu hành. Trạch pháp là dùng trí huệ để lựa chọn pháp lành để tu, pháp dữ để tránh. Trong sự tu tập, nếu ta không có trí phân biệt chánh tà, tất phải lầm lạc. Như các bài trước đã nói, trong lòng tin của người Phật tử phải dựa trên lý trí, nếu không là mê tín. Đức Phật có dạy, hãy dùng trí huệ suy nghiệm giảng trạch các pháp, rồi sẽ tin thọ thực hành theo. Nếu tu lầm, tin chả, điều đó còn nguy hại gấp trăm nghìn lần người không tu hành. Vì vậy, Phật tử chúng ta muốn thẳng tiến trên đường giác ngộ giải thoát, không phải nghe ai bảo gì tin nấy, không phải tự bảo một cách bừa bãi, đạo nào cũng tốt cả, không phải dung hòa Phật giáo với ngoại đạo. Trái lại, Phật tử cần sáng suốt để phòng sự đánh lộn sòng của các ngoại đạo, sự xuyên tạc xảo quyệt để làm mất lòng tin sáng suốt của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, phân biệt chánh tà, chân ngụy, phải thường dùng trí huệ mà giảng trạch cả những pháp ở ngoài và những ý tưởng chơn vọng của tâm để tu, để đoạn. 2. Tinh tấn. Nhưng một khi đã lựa chọn được pháp môn chân chính để tu rồi, thì phải tinh tấn, nghĩa là luôn luôn dũng tiến trên bước đường tu tập, không quản ngại gian lao khó nhọc, không khiếp sợ, không thối chuyển, không tự mãn tự cao mà bỏ dở mục đích chưa đạt được, như đã nói ở bài ngũ căn. 3. Hỷ, nghĩa là hoan hỷ. Nhờ tinh tấn tu hành nên đoạn trừ dần được phiền não, thành tựu vô lượng công đức, do đó sanh tâm hoan hỷ và phấn chí tu hành. 4. Khinh an. Khinh là nhẹ nhàng, an là an ổn. Nhờ sự tinh tiến tu tập nên thân tâm được thanh tịnh, do đó người tu hành cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, khinh an, như đã trút được gánh nặng dục vọng mê mờ. 5. Niệm. Cũng như chữ niệm trong mấy bài trước, nghĩa là thường ghi nhớ chánh pháp để thực hành. Tâm niệm ta nếu không thường nhớ chánh pháp, tất nhiên tạp niệm phát sanh, phiền não tăng trưởng. Cũng như một đám đất nếu không trồng hoa thì cỏ mọc. Vì thế người tu hành cần phải để tâm ghi nhớ chánh pháp, đừng cho sao lãng buông lung nghĩ bậy. 6. Định. Cũng như chữ định ở mấy bài trước, nghĩa là tâm chuyên chú tập trung vào pháp mình đang tu. 7. Xả. Nghĩa là bỏ ra ngoài, không vướng bận. Xả tức là hành xả tâm sở, một trong 11 món thiện tâm sở. Hành xả nghĩa là thế nào? Người tu hành nhờ trí sáng suốt, nhận biết thọ là khổ, nên không nắm giữ một thứ gì hết, dù quý báu bao nhiêu. Ngay trong sự tu hành cũng vậy, họ không trụ trước ở các pháp mình đã tu, đã chứng. Trái lại, họ luôn luôn xả bỏ những gì mình đã đạt đến,
để tiến triển trên bước đường đi đến giải thoát. Nếu người tu hành cứ mãi say đắm vào quả vị mình đã chứng, thì suốt đời sẽ bị trầm một nơi đó, không bao giờ có thể tiến lên để đạt thành đạo quả vô thượng bồ đề. Kinh Kim Cang Sớ có nói: người tu hành phải như người nương thuyền qua sông. Khi thuyền đã cập bến, nếu ta không biết bỏ nó để lên bờ thì đừng hòng đến đâu và biết gì được. Người muốn thành đấng siêu việt tự tại cần phải khước mọi đắm say. Pháp hành xả này giúp chúng ta thành tựu sự siêu thoát ấy. C. Kết luận. Tóm lại, người tu bảy pháp Bồ Đề Phần này chắc chắn sẽ được bốn kết quả quý báu sau đây. 1. Tất cả pháp ác đều được tiêu trừ. 2. Tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng. 3. Vì thường tu thiện đoạn ác nên luôn luôn được an lạc, không bị đau khổ. 4. Sẽ chứng thành Phật quả.